đâu đi về chi chạy. Trời kìa 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 kìa. Nó nói cho mày biết ha, mày đi thì mình biết đường đi, mình về thì mình biết đường về, chứ mày không có kêu ai mà ngước mà đưa mày nghe. Ở trên này người ta mặc không kẹp. Trời ơi trời. Bị đâu còn sớm vậy? Đi gì á, lâu làm gì? Trời ơi, con điện với tờ bà lên no tay với ổng kìa. Kìa. Đi quá trời xa, đi quá trời xa luôn. Mua đậu. Mua đậu đây với anh Long. Ờ, no tay. Chim sâu lừa rồi tao đem đi đó. Xuống tới ăn lòng rước luôn á. Trời ơi vậy. Tôi đi rước vậy luôn á. Tôi đi rước vậy luôn á. Còn thằng Thang nó không có tiền nữa, đi xe buýt nữa. Có nãy nó không tiền, bây giờ tiền cái đống luôn kìa, kẹt kẹt. Ừ. Trời ơi. Thang không tiền. Chim sâu này gạt tôi. Nãy giờ nó không tiền. Trời ơi, lên xe buýt đi, tiền trả. Giờ nó rước đi tóm với kìa. Nó kìa đi xuống dưới. Không, nó nãy gì bỏng rồi. Đi tóm đi, trong chút 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 mới về rồi. Sáng đi luôn, đi về làm chi chạy. Trời 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 trời. Nó nói cho mày biết ha, mày đi thì mình biết đường đi, thì mình về thì mình biết đường về, chứ mày không có kêu ai mà ngước mà đưa mày nghe. Ở trên này người ta mặc không kịp, chứ phải người ta ở không như mày. Để cái gì là cái đi kiếm nó bỏ ra đây đó. Để cái gì? Nó kêu nó giặt quần giặt áo đó, mà nó giận nó bỏ nó đi vậy đó. Nhiều quá không? Nghe kìa. Nghe kìa. Nghe chồng nói kìa. Nghe rồi. Nghe. Sao sao mẹ chậu cái mẹ đâu đi chứ xấu. Rồi má mẹ đâu rồi, để đây mẹ đi về bán hả? Chưa, tại nè, không cần nữa. Dặn rồi, má về luôn. Rồi, má về luôn. Má dặn má về. Mẹ đừng lại tới đi, biết đường đi rồi mẹ biết đường về nha. Mà kêu rước là chết à. Ừ. Ông nha. Ừ. Chắc chắc chắc. Đi hồi nãy không nói với mẹ chồng nữa, cho mẹ chồng thôi. Giờ đi tắm đi. Đi tắm đi, sợ mình đi nè. Tắm rồi. Gì? Đi tắm đi, sợ mình đi nè. Đi đây. Nó không hút hút hoài. Máy nào? Máy đâu có mẹ được. Xin gì? Ủa cấp điện rồi anh. Hả? Cấp điện rồi, chưa có điện. Chưa làm điện. Chưa có đèn. Nhưng mà nãy hỏi bác nói ba đi có điện trăm rồi. Ghê thiệt kìa. Gì vậy à? Đồ đó chú xuống đi đó. Cái gì? Đồ sẵn đi rồi anh đi đó. Ông sợn sẵn luôn rồi đó. Không quá. Lấy bọc lên có đồ không đó hả? Có dạ không? Dạ không. Đi khám ở đâu mà mình đem đồ theo nhiều vậy anh Long? Cần Thơ. Cần Thơ. Người biết Cần Thơ ở đâu không? Có điện không? Không biết nha. Đi xuống dưới ngủ. À. Đi cái sông gì à? Đi ngoài cái gì cũng không gì. Kèo đuôi xuống nước được. Mà đi đuôi nó có đưa mày đi không? Đi đâu mà không đi đâu mà đi không? Hả? Đi đâu mà không đi đâu mà đi không? Hả? 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 Cái này của mẹ. Đi ông nói để mẹ chị lo, mẹ chồng người lo đó. Rồi mình sao không nói biết. Ở dưới kia có cầu chụp, có cầu đợi dưới. Ờ. Đi đi, đang đợi dưới kìa, xuống đi tắm rửa thay đồ đặt gì đi. Vô bà gọi đầu kìa. Đi gọi đầu gọi cổ kìa, cái đầu cái thứ cái đầu chân bơm. Trời ơi. Vô bà chồng gọi đầu cho kìa. Đi đi. Châu. Vô bà gọi đầu kìa. Vô bà gọi đầu anh ơi. Đó, dạ, nói thấy ghê à. Anh kiểu là làm con gì đâu. Đâu, 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 đâu
đây. Con nuôi đâu? Kêu đi. Nói là đây là con. Nhận đứa con lớn nhìn. Rồi bữa nay lên đồ gì? Đồ gì? Bữa nay bạn đồ thiệt đẹp nha. Bữa nay là đi tới Cần Thơ đó, thầu gỗ, bạn đồ quét luôn. Ủa cái gì trời? Ủa cái này kêu quảng cáo gì vậy? Đầm Thượng Hải hay gì? Công nhận đi cũng lâu quá. Mà giờ đi dưới làm gì chung sao? Đi dưới làm gì ạ? Ủa khuê quá à. Gì vậy? Không, hồi sáng giờ kìa, mà đi đâu? Hồi chưa? Gì vậy? Long xuống dưới không gặp. Xuống dưới không gặp, xuống dưới kiếm không gặp. Chỉ cái gì đâu mà đi kiếm mẹ. Kiếm nước gì về, chỉ gì đâu không hả? Không biết đường kiếm luôn á. Nó chuyện không dám nói nhiều nữa. Ồ, nhanh đi, chở rồi. Ra bà chồng bước vào đầu cho kìa. Nhớ tắm ha, đàng hoàng ha. Nhớ gội đầu nghe. Ờ, chứ đừng có xấu nước vô cái phòng tắm rồi ra lấy nước vuốt vuốt cái mặt là xong nha. Chứ đi đâu tao đi nổi. Dạ, có phải không con? Được phải nè. Ai đầu tư 20 ngàn cho đi. Đây. Không phải tôi, không phải tôi. Kè cái anh đó kìa. Anh này hả? Đầu tư 20 ngàn để đi. Vậy là không phải gầy chị Trâm Trông mà gầy anh đó, anh tài trợ. Tài trợ không ha. Đi xuống tới làm điện lên. Ai là người chở Trâm Trông về? Ai? Ngon không? Bạn gì kêu bạn gì? Bánh này ai mua cho con ăn à? Bữa nay bạn của hả? Bữa nay chuẩn bị bà chim sâu hay gì? Trời ơi trời. Quá trời mẹ tôi lên đầu. Trời ơi trời sao thấy cái đầu khô gan vậy? Gọi hôm qua hả? Ôi rất tiền nha, rất tiền nha. Quá đẹp rồi. Tiền nha trời ơi trời. Trời ơi vì sao bữa nay không gọi nữa chết thơm gọi chết thơm đi tới thành phố Cần Thơ có tắm không trời sao mà tôi thấy cái mình không có miếng ướt nữa vậy có tắm không sao thấy mình tôi queo vậy ủa trời chắc vô giống thay đồ vậy không rồi. Trời kìa mẹ la nữa kìa mẹ chồng la nữa kìa tội tắm không có gọi đầu. Sợ không biết có tắm không nữa hay là vô chổng lấy nước xối vô nhà tắm thôi à. Cái đậu khô gan đó gọi gì trời. Bà này tôi sợ cái bà tắm đề mi. Đề mi luôn hả? Tới vô này luôn sao? Ghê à? Tắm đề mi là gì nè? Đậm có gì không hả? Không có gì chân á. Để tay phát luôn. Nước cái gì vậy đó. Tắm đề mi đó. Dạ. Ừ tắm thôi thôi. Tôi nói rồi, bả chơi chiêu đó, bả có tắm không tự không tự. Trời ơi. Đang dạ hả? Chút xíu nữa bà không về là ông đâm đi nước nước khác rồi. Xiền luôn. Vàng nữa vậy. Vàng nữa. Trời ơi. Không bỏ hả? Ừ. Kệ hỏi ông không bỏ. Không gà là mấy quận rồi. Nhất ba tâm gì ba cái nha, lần nữa là lâu luôn đó. Đây là thầy cây giả anh Lộc. Thôi mình gửi chân xuống ơi. Bỏ xuống ơi. Kỳ quá mẹ ơi. Con nuôi cái gì thế mà. Giới thiệu với con nuôi chưa? Giới thiệu. Đâu. Con trai đẹp trai ghê. Con trai đẹp trai ghê không? Rồi mày giới thiệu con nuôi bà gai con nuôi nè. Giới thiệu với anh Lâm ngay. Ủa vậy là chị Kim Sâu bỏ đi là phải lọt ra rồi bỏ vàng mới đeo lại hết luôn.
lòng nãy em tính tặng nhỏ bán chuột rồi đó. Trời ơi, nhỏ bán chuột trên chợ đó, tặng đó. Vậy là bả gì về kịp đó anh. Rồi chết luôn. Rồi không rồi. Bây giờ chị chim sâu nhận làm con nuôi, anh có chịu không làm con nuôi? Gì vậy? Long. Kêu em là con nuôi rồi anh có chịu không làm con nuôi không? Kiểu. Kiểu. Quyết định luôn rồi. Long vui rồi, nãy giờ còn vui rồi. Xíu mà, xíu nữa là anh Long rước bà kia rồi. Dạ, nó đeo vô rồi. Xíu nữa là lên chợ rước cho cái chuột rồi. Bởi vậy kêu gì vậy? Điện vừa thiếu thế luôn mà. Mai ăn nhiều anh. Nó còn dặn kìa. Mai ăn nhiều. Sao? Mai ăn nhiều. Sao? Hai chữ mấy nhiều. Vậy? Hai chữ mấy nhiều. Ông còn dặn kìa. Ai ôi lộ má ăn kiểu vợ đâu. Trời ơi. Nhiều nữa ha. Ở trong tôi bản đi cứ bắt câu mà sợ. Ông Lâm còn dặn kìa. Rồi sao cho ông hết dặn đi. Gì chẳng. Ăn nghỉ. Buồn rồi. Ăn nghỉ cho ông hết dặn đi. Mất kêu kiểu không ra. Sao? Ông còn dặn kìa. Mới ra không dặn. Dặn nó còn đó. Nó không có cái cho hết giận đi. Đâu chờ. Lên cây đẹp ha. Trời ơi. Ủa, cái này nè. Trời ơi. Có rồi. Đúng chà cái đi. Đúng nhàng luôn kìa, đúng nhàng để đi. Hỏi đêm có rồi. Hỏi đêm có rồi. Đúng nhăn đi cầu cho chị Vịnh cho mau hết. Đừng về đừng có tiêu tan. Đừng về đừng có quậy ông Long nữa. Đúng nhăn đi. Không. Đúng nhăn rồi, còn sáng rồi. Tàu đốt còn sáng hả? Hỏi hỏi rồi. Ê, đồ ăn để đây nè, đồ ăn để đây chừng đâu, hư. Đâu? Hả? Đồ ăn để đây chừng hư nè. Không hơn đâu. Xong rồi. Ăn thì nhiêu lâu chim sâu đi ngừa mẫu thử cái đẹp không? Đi thôi. Rồi. Cho bạn chụp hình tắm. Cho anh tắm nãy ta xuống ta nước đó. Rồi. Ô, làm kiểu quá cỡ. Ẻo quá, ẻo quá, ẻo quá. Ẻo quá. Lắc cái mông ngang ơi. Ẻo ngang ơi. Trời ơi, như đạn luôn. Như đạn luôn á. Khép lại, khép lại, khép cái chân lại. Ừ. Hai ngón đàng hoàng siêu dơ luôn rồi sao? Quá đẹp rồi. Hai ngón. Rồi rồi. Rồi kìa, ông đứng sau kìa. Ờ. Ông đứng yên sau kìa. Ông lấy kìa kìa. Giữ chai ngoài đi. Quá quá cỡ chứ này rồi. Dám kêu khen bằng gì không? Ngã. Ủa, tàu, luôn, tàu, xong rồi. Xong luôn rồi, trong hàng luôn. Dám gàn. Không phải ăn gà mà Long Vĩnh không. Ai chở về nó ra cái đông mắt sẵn rồi đó. Ông thêm con nữa đó. Ai chở về nói với anh Long coi. Ai chở về? Ra đường đó. Giờ lên đường đi. Vậy là lên đường. Đi về sao mà nhưng mà chứ quay. Dạ thì chuyện sau cũng chuẩn bị đi khám bệnh rồi quý vị khán giả thì cũng chúng tôi chuyện sau nhận hết bệnh ha. Thì cái clip này cũng cảm ơn quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, luôn mãi hòa bình, để đồng chí để cập nhật những video phức tạp. Dạ cảm ơn, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.